Đây thịt chuột hồi nãy khi nãy mình mua nè. Ở phía bên kia là mình khi anh không có chặt ra, còn đây là xào lá cách. Đây xào lá cách thì mình chặt ra gì đó xào mới ngon. Đây giờ mẹ ướp thịt chuột để tí xíu khìa. Này mình khìa với nước lạnh hay nước dừa? Dừa. Khìa với nước dừa cho nó ngon. Dừa ngon nước lạnh. Đây muối, đường, tỏi, ngọt, ngọt. Tỏi. Đây có thêm nước mắm nữa. Bạn trước khi mình khìa thì mình phải ướp cho con chuột nó thấm đều gia vị nè. Khìa với nước dừa thì nó sẽ ngon đó. Đây, thịt chuột này, thịt chuột đồng người ta đi đâm được làm sẵn rồi. Con chuột mình ướp khoảng 15 phút mình mới khìa. Các bạn mẹ ướp chuột xong 15 phút thì mình khìa với nước dừa. Đấy, còn cái này bầm sẵn là tí xíu xào lá cách. Đây cái lá cách mình mua vừa nãy đi chợ mua. Một bó như vậy là 2.500. Đây lặt ra tí xíu xào. Đây cái lá cách mình thì lặt ra lá cắt đó thì lựa lá có già có non thì xào ăn mới ngon, còn mà non quá thì ăn nó sẽ không ngon, nó bị nhớt. Mẹ đang nhóm lửa để xào chuột. Lửa nó phà lên cái miếng thiết đó ha, đang thui luôn kìa. Gió, gió, gió. Đây là nó nằm nên nó chờ nè. Quay cái gì đây, quay trời. Đây đầu tiên thử phải mở. Dầu ăn. Đây là chuột mình xào cho nó căng lên đó các bạn. Ở đây thịt chuột mình thì xào với rau găm cũng được, mà lá cách là ngon nhất. Xào thì nào mà nó khô, nước này nào cũng để lá cách vô để nướng cho nó gọn hết. Thịt chuột mình thì xào nêm nếm, là khi nào cái nước nó khô đó mình cho lá cách vào thì mình nhắc xuống. Hồi nãy có bán ếch đó mà con không có hỏi cái gì nhiêu, thấy thèm quá. Đi ếch đồng chắc hơn 40 á, nó cho nước mắm vô đó các bạn. Đây nêm bột ngọt, 2 muỗng bột ngọt. Thank you.
đường. Đường nước mắm bột ngọt ba loại. Do hướng này mình nấu nó nóng nha. Cháu mình thấy cũng lâu rồi, chóc cái cháu rồi hết rồi. Mưa tạt nè, mưa không tạt kia. Đây các bạn, khi nào mà cái nước này nó khô lại thì mình mới cho lá cách vào thôi, để cho nước cho lá cách vô trước, nó chưa khô nước thì nó sẽ bị lầy. Mình cái lá nó không còn giòn nữa. Cái thịt chuột của mình nó đã chín rồi đó, này nó đang khô nước. Khô nước thì mình sẽ cho lá cách vào. Thơm quá à. Này chút xíu mình làm thêm một món nữa là món chuột chè nước dừa. Đây, cho lá cách vào. Lá cách thì mau chín lắm, mình cho lá cách vào thì xào qua xào lại tí xíu thì mình nhắc xuống, để lâu quá thì lá cách nó sẽ chín ăn ngon. Thịt chuột với lá cách nó hơi vừa ấy nha, không nhiều không ít. Lá cách nhiều thì cũng không ngon, mà chuột nhiều thì ăn cũng ngon. Vừa vậy thôi là ngon. Của mình nó cũng đã thấm đều với cái nước chuột này, nó đã mềm rồi đó. Vậy là mình cái món chuột xào lá cách của mình cũng đã chín rồi đó các bạn. Như là xong một món, tí xíu nữa mình giới thiệu thêm món chuột kho nước dừa nữa. Đây các bạn, mình thập trái dừa xuống nè, mình khi dừa khi chuột. Đó. Đúng rồi. Có đâu mày lo dữ. Thì mình cho chuột ra gì hết. Chà, nó nằm đây nó ngủ rồi. Đây con chó nhà mới sinh. Thành viên mới đó, nó nằm nó ngủ thấy cưng. Từ đó giờ làm nhà gần rồi 2-3 tháng mới thấy không đi giặt đồ cái này. Trời mưa bão rồi. Này mình bưng bưng cái gì đó nè. Ngon. Rồi trái dừa tươi nãy mới bẻ đó, này chặt ra lấy nước. Cái thịt chuột mình khìa nước dừa nó mới ngọt.
Đây vậy đấy, khoảng nửa trái dừa ha. Đây nhiều quá thì nó không hết. Đây cái chuột hồi nãy nè, mình ướp nó khoảng 20 phút rồi. Để đây để nước dừa nó sôi lên tí xíu thì mẹ sẽ cho chuột vô. Cái này mình để chuột vô rồi thì cái nước dừa này nó sắc xuống. Sắc xuống như kiểu thịt vậy đó. Nó có màu đẹp luôn. Ở đây mình khìa thịt thì không có cho màu với các bạn. Thì đây cái màu nó sẽ khi chín á thì cái màu nó tự nhiên. Dừa nó có màu sẵn. Đấy. Cho thịt chuột vô. Trước thì gió nó đập nhanh. Các bạn này thì mình để chuột vào thì để lửa riu riu. Này mình còn nêm gì nữa không mẹ? Không. Vậy đó, sắc xuống rồi vừa ăn luôn. Các bạn thì như vậy là mình chỉ lấy cái độ ngọt của nước dừa thì khi mà nó thấm vô cái thịt chuột, cái nước nó sẽ rút vô thịt chuột. Thì tới nó chín luôn thì mình không còn nêm nếm gì nữa, tại nãy thịt chuột mình đã ướp rồi. Cái này nước dừa của mình nó khi là sắc khô lại với thịt chuột đó, thì cái màu rất là đẹp. Cái thịt chuột của mình sau khi đã chín này nó sắc cái nước dừa xuống đó, thì cái màu rất là đẹp, thơm quá. Hay vậy là món thứ hai, chuột sò chuột khi nước dừa của mình đã chín rồi đó các bạn, rất là ngon. Có màu ơn đó, cái màu vàng tự nhiên của nước dừa. Có rau thơm ăn chân ngon, cái thịt của nó con thấy nó mềm luôn á, ngọt luôn nè. Đây các bạn, cái thịt ở bên ngoài của nó thì cái màu rất là đẹp, còn cái bên trong thì nó đã mềm rồi.